liên quan đến cao tốc Cần Thơ Cà Mau, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc thí điểm sử dụng 5.000 mét khối cát biển khai thác từ Trà Vinh phục vụ đắp nền cho dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Cà Mau. Cao tốc Cần Thơ Cà Mau cần hơn 18 triệu mét khối cát với trữ lượng các sông, các biển tại các tỉnh như Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang. Dùng đồng bằng sông Cửu Long có thể chủ động nguồn cát cho các dự án cao tốc. Theo đại diện cục quản lý đầu tư xây dựng bộ giao thông vận tải, nguồn cát biển tại đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đáp ứng yêu cầu về thành phần hạt đắp nền đường. Tuy nhiên, cơ bản chuyên môn đang đánh giá ảnh hưởng nhiễm mặn của các biển đối với môi trường xung quanh. Trước mắt, việc triển khai cao tốc ở miền Tây sử dụng cát ở An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long.